Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với VT Channel. Và đây là cái video cuối cùng trong loạt series về WordPress cơ bản. Thì trong cái nội dung video hôm nay thì mình sẽ làm một cái tổng kết từ đầu cho tới cuối, từ A tới Z mà mình đã nói những cái gì, những cái nội dung nào chính ở trong cái series WordPress cơ bản này. Thì bây giờ các bạn sẽ coi giúp mình trên cái slide ha, mình sẽ tổng kết từ đầu tới cuối nha. Thì đầu tiên, cái bài đầu tiên mình đã nói với các bạn, thứ nhất là cái bài tổng quan, tổng quan về WordPress, tổng quan về WordPress. Rồi tiếp theo là mình cái bài tiếp theo là mình cái bài nói về cái mô hình ngôi nhà là gì ha, và sau đó là mình ánh xạ từ cái mô hình ngôi nhà sang cái website của mình, trong đó là có những cái thành phần gì. Rồi sau đó là tiếp đến là một cái nội dung về mình nói về các cái khái niệm. Tiếp đến là mình nói về nội dung là các cái khái niệm cơ bản ở trên website, tức là cái mô hình ngôi nhà đó. Từ cái mô hình ngôi nhà mình có nói các cái khái niệm cơ bản ở trên website. Rồi. Rồi sau đó là mình nói về cái phần là phần cài đặt SAM. Tức là nếu các bạn có tiền, chúng ta mua tên miền, chúng ta mua hosting, thì các bạn sẽ cài đặt WordPress trên hosting của mình luôn. Còn nếu mà chúng ta đang học, chúng ta không muốn bỏ tiền ra để mà mua tên miền hosting cho nó phí hay là gì đó, thì các bạn có thể cài đặt SAM. Thì để SAM là để biến cái máy tính của các bạn thành cái hosting, và chúng ta sẽ cài đặt WordPress trên cái máy tính của các bạn bằng cái phần mềm là SAM ha. Rồi tiếp theo là mình đã giới thiệu qua cho các bạn một cái video là mua tên miền và hosting. Mua tên miền, mua hosting. Rồi, cụ thể ở đây là ở nhà cung cấp là AZDG. Và mình đã có video hướng dẫn đầy đủ chi tiết rồi ha. Tiếp theo là cái video hướng dẫn các bạn cấu hình tên miền và hosting. Cấu hình tên miền ở đây có nghĩa là gì đó, các bạn cấu hình trỏ DNS của cái tên miền về cái hosting để mà chúng ta chạy WordPress. Và chúng ta cấu hình hosting là để chúng ta thiết lập những cái thông số cơ bản của hosting để mà chúng ta có thể cài đặt WordPress sao cho nó mượt mà nó ít bị lỗi nhất hai các bạn. Rồi cái video tiếp theo nữa là mình nói về cái phần là cài đặt WordPress trên localhost. Cài đặt WordPress trên localhost tức là dành cho các bạn nào đang theo dõi xuyên suốt cái luồng video là trên localhost, tức là sử dụng localhost để mà cài đặt WordPress với cái phần mềm SAM. Rồi cái video tiếp theo nữa là dành cho các bạn nào cài đặt WordPress trên hosting. Rồi sau đó mình có cái video hướng dẫn các bạn là cài đặt và cấu hình giao diện. Tức là sau khi chúng ta cài đặt xong WordPress rồi thì là cái giao diện mặc định của WordPress nó có cái hình cây sen đá đó, các bạn nhớ không? Thì cái giao diện đó nó hơi xấu và nó hơi là không được đẹp mắt, và nó hơi cũ kỹ chút xíu. Thì mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt một cái giao diện mới là Nisa, cái giao diện Nisa. Rồi tiếp theo cái video nữa là mình đã giới thiệu các bạn là cái gì? Các cách thành phần cơ bản ở trên website. Rồi video tiếp nữa là mình giới thiệu hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào để quản lý chuyên mục và làm thế nào để chúng ta đăng bài mới và chúng ta quản lý bài viết luôn. Rồi video kế tiếp nữa là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta quản lý trang. Trong cái quản lý trang thì chúng ta có những cái thao tác ví dụ như là tạo trang mới, rồi xóa trang, rồi chỉnh sửa trang, rồi chỉnh sửa nhanh trang. Đó, ví dụ như vậy. Rồi cái video tiếp theo nữa là mình nói cho các bạn cái cách phân biệt là cái bài viết với cái trang khác nhau như thế nào trên hai cái tiêu chí. Một là cái tiêu chí về cái hiển thị, hai là cái tiêu chí về cái mục đích sử dụng. Đó thì các bạn có thể xem lại cái video này để chúng ta không có bị nhầm lẫn giữa cái bài viết và trang, để tránh sau này khi mà các bạn đã có quá nhiều nội dung trên website rồi mà chúng ta đang làm sai mục đích sử dụng á, thì lúc đó các bạn sẽ chuyển lại rất là lâu nha. Các bạn lưu ý cái chỗ này, cái bài viết với trang nó cực kỳ quan trọng, mà chúng ta phải hiểu là tại sao nên lúc nào thì nên dùng bài viết và lúc nào thì nên dùng là trang.
Rồi video tiếp theo nữa là mình nói về cái cách quản lý menu. Thì trong cái quản lý menu là mình cũng đã nói luôn các bạn là đưa cái menu trong admin ra ngoài hiển thị bên ngoài trang chủ luôn. Rồi tiếp theo mình đã nói về quản lý bình luận. Bình luận là cái phần mà cơ bản ở trong website cũng như là trong cái blog nói riêng. Rồi tiếp theo nữa là mình nói về cách quản lý thành viên. Thì đối với cái người dùng website thì mình có thể xem họ như thành viên. Còn nếu mà trong doanh nghiệp thì nếu mà những cái người nhân viên mà có liên quan tới cái website đó thì mình có thể tạo tạo cái tài khoản. Thì lúc này mình có thể gọi là thay vì gọi là tài khoản thành viên thì mình gọi là tài khoản nhân viên trên website đó cũng được ha các bạn. Rồi tiếp theo cái video nữa là mình hướng dẫn cho các bạn các cái thiết lập cơ bản ở trong WordPress. Rồi tiếp theo nữa mình có nói về cái cách là cài đặt plugin. Và trong cái video cài đặt plugin này thì mình có hướng dẫn các bạn là cài cái plugin Add to any share button, tức là cái plugin mà chia sẻ những cái button, những cái nút mà để chúng ta chia sẻ bài viết trên website lên mạng xã hội. Và cái cách chúng ta cấu hình cái plugin chống spam, tức là cái plugin Anti-Spam, Anti-Spam á, làm sao để mà chúng ta có thể chống spam hiệu quả. Rồi tiếp theo cái video nữa đó là mình hướng dẫn các bạn cấu hình widget. Widget là gì và cái cách mà chúng ta sử dụng widget và chúng ta xóa những cái widget không cần thiết đi. Và mình giới thiệu các bạn là những cái widget nào mà mặc định WordPress cho sẵn đều đã trình bày trong cái video này. Rồi video tổng kết, tức là cái video mà các bạn đang xem thì đây là cái video mình tổng kết lại những cái nội dung xuyên suốt từ ở trên đầu tiên, từ video số 1 tới video hiện tại, thì hình như có lẽ là video thứ mười mấy rồi ha. Cái series này nó cũng khá dài rồi và mình cũng đã phân ra, tức là cái bạn nào đang sử dụng SAM để cài WordPress thì là xem xuyên suốt từ trên xuống dưới. Mình bỏ qua những cái video về hosting. Bạn nào xem xuyên suốt từ trên xuống dưới mà cài WordPress trực tiếp trên hosting thì bạn bỏ qua những cái video nói về cài đặt SAM ha. Thì các bạn lưu ý cái điều này. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ giới thiệu cái series tự học WordPress nâng cao. Thì trong cái series này là mình yêu cầu tối thiểu các bạn là phải ít nhất biết được và nắm được vững cái kiến thức của cái series WordPress cơ bản rồi thì mình mới qua nâng cao. Chứ mình đừng có coi lướt qua cái series cơ bản xong rồi cái mình lại coi tiếp cái series nâng cao, thì lúc này các bạn sẽ bị hỏng kiến thức vì chúng ta chưa có hiểu rõ và chưa có làm qua. Các bạn lưu ý là để mà chúng ta tiếp cận WordPress một cách nhanh nhất và một cách hiệu quả nhất thì ngoài cái việc là chúng ta xem video, chúng ta cũng phải thực hành. Tức là các bạn xem tới đâu các bạn bấm dừng lại, chúng ta làm cho được cái nội dung mà mình đã hướng dẫn trong video, xong rồi chúng ta mới qua tiếp cái video tiếp theo. Và các bạn cứ làm đi làm lại những cái thao tác mình hướng dẫn video nhiều lần. Nếu các bạn không không rõ chỗ nào hoặc là chúng ta bị quên chỗ nào thì các bạn cứ mở lại cái video ở trên YouTube và chúng ta coi lại thôi. Thì cái việc đó hết sức là đơn giản. Xin lỗi các bạn. Thì mình có thể ở nhà mình dành nhiều thời gian rảnh rỗi để mà chúng ta thực hành với WordPress. Thì theo cái lộ trình học đối với WordPress cơ bản thì chỉ cần trong vòng 1 tháng, tức là 30 ngày liên tục, tức là ngày nào cũng làm và ngày nào cũng tìm hiểu và ngày nào chúng ta cũng thực hành, thì các bạn trong vòng 1 tháng là bạn đã thành thạo được cái series WordPress cơ bản rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ qua cái series là WordPress nâng cao. Thì trong series nâng cao này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng ta làm một cái trang web bán hàng bằng WordPress từ A tới Z. Rồi cái cách mà chúng ta xây dựng một cái trang tin tức tạp chí bằng WordPress từ A tới Z. Và những cái video mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái plugin nâng cao hoặc là những cái plugin trả phí, cái cách cài đặt của chúng ta, cấu hình plugin nó như thế nào và chúng ta cái sử dụng những cái plugin đó như thế nào. Và sẽ có những cái video hướng dẫn các bạn cài đặt cấu hình những cái giao diện trả phí, tức là những cái giao diện nâng cao khác ha. Rồi những cái plugin những cái video mình sẽ hướng dẫn những cái thủ thuật, những cái kinh nghiệm và những cái gì mà liên quan về WordPress hay ho mà ở phần nâng cao mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ngoài ra còn có một cái video hướng dẫn các bạn làm một cái trang mã giảm giá bằng WordPress để mà bạn nào đang
làm affiliate marketing, hoặc là các bạn đang chuẩn bị chuyển sang chúng ta kiếm tiền online đó, MMO Make Money Online, thì các bạn có thể xem cái series nâng cao này để mà chúng ta biết cái cách mà chúng ta làm một cái trang blog mà giảm giá như thế nào. Hoặc là các bạn có thể dựa vào tổng hợp tất cả những cái video từ series cơ bản của mình tới series nâng cao của mình để các bạn đúc kết ra một cái kinh nghiệm cho chính bản thân mình về các kiến thức về website WordPress, để mà các bạn có thể xây dựng cho mình một cái hệ thống affiliate, hoặc là một cái hệ thống gì đó mà các bạn đang mong muốn. Ví dụ như các bạn làm SEO thì các bạn có thể xây dựng cho mình một cái hệ thống site vệ tinh WordPress để làm SEO, hoặc là các bạn làm affiliate thì các bạn xây dựng cho mình một cái hệ thống, những cái website để mà làm affiliate, để mà kiếm tiền từ MMO, kiếm tiền thụ động ha, affiliate. Rồi thì cái video này sẽ tạm dừng tại đây, và mình sẽ tạm dừng các bạn, gặp lại các bạn ở series nâng cao. Nếu các bạn có bất kỳ cái câu hỏi, bất kỳ cái thắc mắc gì thì các bạn vui lòng bình luận ở mỗi cái video, và cái nội dung nào các bạn thắc mắc thì các bạn bình luận ngay đúng cái video đó thì mình sẽ trả lời nó nhanh hơn, và mình cũng biết được là các bạn đang bị vướng ở chỗ nào ha. Còn nếu các bạn bình luận một cái nội dung gì đó mà cái ở cái video mà nó không liên quan tới cái nội dung bình luận của các bạn á, thì nó sẽ hơi khó cho mình ha. Thì các bạn bị vướng ở chỗ nào thì các bạn bị bình luận ngay đúng cái video đó, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể cho các bạn. Rồi nếu mà cái series WordPress này nó hữu ích với các bạn thì các bạn có thể bấm like để ủng hộ giúp mình, ủng hộ tinh thần giúp mình, hoặc là các bạn có thể chia sẻ cái series này lên trên mạng xã hội, lên trên Facebook, Google Cộng, hay là Twitter, hay là LinkedIn gì đó, để mà giúp mình lan tỏa cái giá trị của cái series này đến với cộng đồng nhiều hơn. Và càng ngày chúng ta làm một cái công việc giống như là chúng ta phổ cập cái kiến thức về website cho những cái bạn khác, đặc biệt là những cái bạn mà chúng ta đang kinh doanh online, hoặc là các bạn đang sắp sửa bước chân vào cái con đường là kinh doanh online, kể cả những cái bạn mà đang học lập trình hoặc là đang học về WordPress ở trong các cái trường đại học cao đẳng, thì chúng ta có thể xem qua cái series này để mà chúng ta cập nhật thêm những cái kiến thức mới mẻ từ VTD Channel, và cũng như là những cái kiến thức mà mình đã đúc kết và làm việc với WordPress trong suốt 7 năm qua. Rồi thì các bạn hãy bấm vào cái nút subscribe kênh của mình bên dưới, hoặc là bấm vào cái link subscribe kênh, đăng ký kênh trong cái phần mô tả để mà chúng ta nhận được những cái video mới nhất nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở series WordPress nâng cao và những series khác của mình tại VTD Channel. Xin trân trọng kính chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.